Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất là vui gặp lại quý vị và các bạn trong một video tiếp theo nữa của em về Đà Lạt. Nhưng mà hôm nay thì em có mặt ở ngay khu vực ngã Ba Phi Nôm quý vị. Ngã Ba Phi Nôm thì nằm ở xã Hiệp Thành của huyện Đức Trọng. Đây là một nút giao thông quan trọng, thường là có lượng xe lưu thông cũng khá là nhiều. Và bên tay trái của em đây là cây xăng Phi Nôm rồi, cũng như là hướng thẳng chúng ta sẽ hướng về quốc lộ 20 về đến Sài Gòn. Bên tay trái cũng có một nhánh để mà chúng ta đi về quốc lộ 27 quý vị, về Thạnh Mỹ, Đơn Dương. Bên tay phải thì hiện nay người ta cũng mở ra một con đường để đi thông về đến Lâm Hà. Nhưng mà trước khi về Lâm Hà thì chúng ta sẽ đi một đoạn cao tốc Liên Khương. Và hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2024 và bây giờ là vào lúc 15 giờ quý vị. Hôm nay thì em đứng ở ngay khu vực chợ Phi Nôm để ghi lại những hình ảnh tiểu thương buôn bán, và tiếp sau đó thì em sẽ đi về khu vực Đơn Dương để quay lại một cung đường được biết là cung đường rất là nhiều hoa dã quỳ, một địa điểm chụp hình hầu như là năm nào cũng rất đông các bạn trẻ, nhiều người đến đây săn hoa dã quỳ. Bây giờ thì em sẽ rẽ về hướng này, quốc lộ 27 đi về Ca Đô, Thành Mỹ, Đơn Dương. Ngã ba Phi Nôm thì nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt chừng khoảng 25 cây số, men theo quốc lộ 20. Và nhân đây thì em cũng không quên xin kính chúc quý vị và các bạn thật là nhiều niềm vui trong buổi chiều hôm nay. Khu vực mà ngắm hoa dã quỳ thì nó nằm ở ngay ngã ba Phi Nôm, đi đến chừng khoảng 3 cây số nữa thôi là đến quý vị, một con dốc chạy lên một đoạn ngắn con đường đất đỏ là sẽ đến rồi. Mùa này là mùa khô rồi cho nên là cũng nhiều loại bông nở rộ quý vị, cũng lý tưởng để bà đi Đà Lạt ngắm hoa. Hiện nay hoa dã quỳ thì có hai địa điểm nở rất nhiều, đó là dọc theo chân núi Voi. Để mà đi lên được khu vực chân núi Voi thì chúng ta sẽ đi quốc lộ 20 men vào khu vực ngõ cây đa, sau đó chúng ta sẽ băng lên băng qua cao tốc, cũng như là địa điểm thứ hai là ở ngay khu vực Đơn Dương. Tại đây chủ yếu là bà con mình buôn bán nhỏ lẻ thôi quý vị, còn đa số là bà con mình sẽ làm vườn. Đơn Dương một vùng đất đất đai màu mỡ rồi, cho nên rất là phù hợp trồng rau, củ quả, cũng cung cấp một phần lớn về Đức Trọng quý vị, các chợ đầu mối. Cho nên dọc dọc theo đường quốc lộ 27 thì quý vị thấy là buôn bán cũng vắng quý vị ha. Năm ngoái thì ở ngay khu vực sân bay Cam Ly ở Đà Lạt thì hoa dã quỳ nở rất đẹp. Nhưng mà năm nay em đi lên sân bay thì không còn thấy nhiều nữa quý vị, bởi vì người ta cũng chặt bớt. Đây là một khu vực nông trại sản xuất bông hoa của công ty Hát Farm, cũng có địa chỉ nằm trên đường Nguyễn Tử Lực ở Đà Lạt. Và đây chính là con đường ngắm hoa dã quỳ, nơi mà không ít người đến đây để lại nhiều tấm ảnh đẹp về làm kỷ niệm.
Nếu mà quý vị đến đây trước đó khoảng một tuần hoặc là nửa tháng thì nơi đây hoa nhật quỳ sẽ đẹp hơn quý vị. Và bây giờ thì kính mời quý vị cùng với em sẽ đi dạo dạo một vòng ở đây ngắm hoa nhật quỳ. Thank you.
cũng đến ngay vị trí này thì em cũng xin phép được tạm dừng và kết thúc video tại đây. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và cũng không quên một lần nữa xin kính chúc quý vị và các bạn có một buổi chiều thật là nhiều an vui và hạnh phúc. Còn bây giờ thì xin được nói lời tạm chia tay và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo trên kênh của em.